nhờ danh của bố. Nga, sao cậu không ra chơi cùng tụi tớ? Ủa, mà bài kiểm tra hôm nay đó hả? Cậu được mấy điểm? 9. Wow, cao thế. Bài lần này khó, tớ được có 6 thôi à. Các bạn trong lớp cũng thế, điểm thấp ơi là thấp. Ừ, mà nghe nói Hồng còn được 10 cơ. Cậu ấy học siêu thật đấy, lúc nào cũng đứng đầu lớp. Siêu gì mà siêu, ăn may thì có. Bực cả mình, lại Hồng, cái gì cũng Hồng. Từ ngày chuyển đến lớp này, nó xoáng hết các vị trí nhất lớp của mình. Hả? Thi tuyển để giành học bổng du học nước ngoài ư? Thi toán, văn, anh. Cơ hội đây rồi, mình phải giành được suất học bổng này. Phải chứng tỏ cho mọi người thấy mình vẫn là người học sinh giỏi nhất lớp. Không thể để Hồng lấn lướt mãi thế này được. Ba, ba có mấy bài toán này cho con. Dạ con xin. Ủa, bài toán này lạ thế ba. Nghe nói con muốn giành học bổng phải không? Vậy thì con cần phải ôn thêm nhiều đề khó và lạ hơn nữa. Dạ con hiểu rồi ba ạ. Tốt, con hãy suy nghĩ và giải những bài này đi. Dạ. Ba mình là hiệu trưởng, cũng là giáo viên dạy toán giỏi nhất trường. Chắc chắn ba sẽ là người ra đề toán lần này. Có lẽ ba cũng muốn mình thắng cuộc nên mới giao thêm bài tập. Hai môn văn và tiếng Anh mình và Hồng ngang ngửa. Điểm số sẽ quyết định ở môn toán này đi. Mình phải cố lên mới được. Sao khó thế nhỉ? Giải mãi mà vẫn chưa ra. Các em bắt đầu làm bài. May quá, toàn là những dạng toán mình đã ôn với ba. Thưa thầy, em nộp bài sớm ạ. Mình đã làm hết bài, lại xong trước Hồng, mình thắng rồi. Có kết quả thi rồi này. Hả? Hồng được chọn ư? Không thể. Sao lại có chuyện này? Ba, thế là thế nào? Tại sao Hồng lại được chọn? Con đã xem kết quả rồi à? Ba, con với Hồng bằng điểm. Con còn làm toán xong trước bạn ấy. Từ trước đến giờ, con được bao nhiêu giải thưởng thi học sinh giỏi các cấp. Còn Hồng thì chỉ mới chuyển tới, chưa có thành tích gì. Đúng ra ba phải chọn con chứ. Ba biết con đang rất ấm ức. Nhưng con hay bình tĩnh. Hãy nhìn vào mắt ba và trả lời câu này. Thành tích trước đây của con nhiều hơn Hồng. Điểm số lần này cũng bằng bạn. Nhưng con có nghĩ con học tốt hơn bạn không? Vậy là con cũng biết con không phải đối thủ của Hồng rồi đúng không? Ba càng rõ hơn thế. Bởi ba là người trực tiếp dạy hai đứa. Trong vòng một tiếng, bạn ấy đã giải được hết 10 bài toán khó mà ba đưa ra. Còn con, cũng dạng toán ấy, con phải vật lộn cả ngày mới xong được 4 bài. Ba biết sức học của Hồng vượt xa con nhiều lắm. Nhưng mà, dù sao, con cũng là con của ba. Lần này điểm con đồng hạng nhất. Nếu ba chọn con thì chả ai nói gì đâu. Thế thì con lại sai rồi. Con biết vì sao Hồng lại chuyển đến đây học không? Dạ, không ạ. Con biết không, Hồng cũng là con của một hiệu trưởng như con. Và trường bên đó cũng có một suất học bổng du học. Hồng rất giỏi và thừa sức lấy được học bổng đó. Nhưng mà cô bé đã cương quyết xin chuyển sang trường mình để tự thể hiện năng lực, không muốn bị điều tiếng dựa dẫm vào ai cả. Vậy ư? Hồng là một nhân tài hiếm thấy. Ba con mình không thể vì ích kỷ cá nhân mà làm thui chột tài năng ấy được con à? Dạ, ba nói con mới biết. Con còn thua kém Hồng nhiều lắm. Con nghĩ lại rồi, Hồng xứng đáng nhận được suất học bổng này hơn ai hết ba. Ừ, thật may là con gái của ba đã hiểu.
đại gia thất thế. Mọi người cứ tự nhiên nha, sau này cứ mỗi tuần mình lại tổ chức một buổi tiệc như vậy cho mọi người xóa thoải mái. Chỗ này, dạo này công việc mình gặp trục trặc nên bạn có thể cho mình vay ít tiền được không? Tưởng gì, bạn cầm lấy đi, bạn bè mà, ngại gì? John thật là hào phóng, chúng ta là những người bạn tốt, sẽ luôn ở bên nhau, vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu nha. Nhất định rồi. Cậu John, tôi có chuyện muốn thưa với cậu. Bạn có chuyện gì? Chẳng là đứa con của tôi ở quê đột nhiên bị bệnh, phải nhập viện cấp cứu, mà ông bà lại đi du lịch chưa có về, nên tôi xin phép cậu cho tôi nghỉ vài ngày và cho tôi xin ứng trước tiền lương tôi về nộp viện phí cho cháu ạ. Đúng là những người lớn tuổi với bà rách việc thật đấy. Nếu bà xin nghỉ thì nghỉ luôn đi, không cần phải lên nữa đâu. Tiền lương của bà đây, bà không cần phải lên nữa đâu. Tiền lương của bà đấy, nhặt đi. Vậy tôi sẽ nghỉ, nhưng rồi cũng sẽ có lúc cậu phải chắc chiêu nhặt từng đồng người khác trả cho cậu như là tôi lúc này vậy. Bà nghĩ sao? John đại gia như tôi mà phải nhặt tiền làm thuê như bà ư? Bà mơ đi. Chuyến du lịch vừa rồi của chúng ta thật thú vị. John đại gia thật là hào phóng, đã chi hết tiền cho hai đứa mình. Chuyện nhỏ, nhà mình có điều kiện mà. Các người đang làm gì vậy? Một tuần rồi tôi gọi điện cho cậu mà không liên lạc được. Cậu thật là một đứa con tồi. Cậu có biết bố mẹ của cậu bị tai nạn rồi không? Bà nói sao? Bà cậu đã qua đời, còn mẹ cậu giờ vẫn đang nằm viện kia kìa. Những người làm ăn với bà cậu đã đến đòi và xiết nợ mấy ngày nay. Tôi không biết phải làm sao hết. Ngân hàng đã lấy ngôi nhà này để trừ đi khoản nợ bà của cậu vay. Rồi còn biết bao nhiêu người đến nhà để đòi nợ bà của cậu nữa. Nhưng người còn đâu mà đòi chứ? Không, không. Mẹ ơi. Jim à, bạn có tiền cho mình vay chút. Mình hãy cho anh thông cảm, dạo này mình cũng kẹt lắm. Jack ơi. Lúc nó gặp khó khăn, mình hào phóng giúp là thế. Vậy mà tiền thì cứ thế hết dần, thức ăn cũng hết theo. Tháng sau biết lấy tiền đâu để mua thuốc cho mẹ trị bệnh đây. Mẹ yên tâm, mai con sẽ đi tìm việc làm. Con sẽ kiếm tiền để mua đồ ăn và chữa bệnh cho mẹ. Cậu không có bằng cấp gì, lẽ ra tôi không nhận đâu. Nhưng thấy cậu thành thật, hoàn cảnh cũng đáng thương, phải nuôi mẹ già, nên tôi nhận. Nhớ phải làm việc cho cẩn thận đấy. Dạ, cảm ơn ông. Mọi người dừng tay uống chút cà phê nóng cho ấm bụng. Nè, cậu kia mới đến mà trầm tính lắm. Tôi hỏi vài câu mà chỉ gật với lắc. Nhìn cũng vụng về lắm. Cậu này, nghỉ tay ra uống chút cà phê, nhân tiện làm quen với mọi người đi. Mọi người uống đi, tôi không rảnh. Hả? Trời, cậu John. Bà... Thì ra, bà làm ở đây à? Chắc bà thấy vui lắm khi gặp tôi trong bộ dạng này. Đừng tỏ ra quen biết tôi, và cũng đừng quan tâm tới tôi làm gì. Ở đời này đâu có ai thực sự quan tâm đến ai chứ. Tại sao cậu lại ra nông nỗi này chứ? Bà đã mua hết đồ vợ tôi dặn chưa? Dạ rồi, ông yên tâm, tôi vốn là giúp việc lành nghề mà. Kia chẳng phải là cậu John làm trong gara mình sao? Sao cậu ấy lại đi bộ nhỉ? Ông có thể cho cậu ta đi nhờ được không ạ? John à, lên xe đi. Cảm ơn, tôi đi bộ được. Kể cũng tội cậu ấy. Trước đây tôi vốn là giúp việc cho nhà cậu ấy,
Ông có biết trước đây nhà giàu có, cậu ta tiêu hoang phí thế nào không? Nhưng từ khi bố mẹ cậu ấy gặp tai nạn, bố qua đời, sự nghiệp tiêu tan, cậu ta lại trở nên như vậy. Nghèo khó, không có tiền, và giờ thì phải đi làm kiếm từng đồng để nuôi người mẹ bệnh tật ở nhà. Đã thế xe không có, giờ lại còn phải đi bộ hơn 20 cây số dưới thời tiết lạnh giá như vậy để đến chỗ làm nữa chứ. Đi bộ dưới thời tiết lạnh giá những 20 km ư? Ai vô ý lại đổ xe trước xưởng như vậy chứ? John này. John, cậu đã làm ở đây cũng được 3 tháng rồi. Chúng tôi biết cậu rất vất vả khi phải chăm sóc mẹ già và còn phải đi bộ hơn 20 km để đi làm nữa. Lại định lôi tôi ra làm trò cười ư? Tôi hiểu con người cậu mà. Tôi cũng biết hôm nay là sinh nhật cậu, nên bà Mary, tôi và tất cả những công nhân ở đây đã góp tiền lại và tặng cậu một món quà. Sinh nhật quà ư? Đây là món quà chúng tôi tặng cậu, một chiếc xe. Tuy không mới lắm, nhưng tôi nghĩ nó sẽ rất hữu ích cho cậu. Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Chúc mừng John. Cậu nhận lấy quà đi. Cảm ơn bà Mary. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn tất cả mọi người. Trước đây tôi luôn nghĩ có tiền thì mới có quan hệ, còn một kẻ nghèo đến tiền ăn còn không đủ như tôi thì sẽ không có ai thật lòng quan tâm tôi nữa. Những người bạn trước đây tôi đối tốt với họ đều lảng tránh gặp tôi. Tôi nghĩ ai cũng sẽ như vậy khi đối diện với một kẻ nghèo mạt hạn như tôi. Vậy mà mọi người... Tôi thật sự xúc động. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Cố lên chàng trai. Cậu sẽ làm tốt để mẹ cậu có thể vui lòng được mà. Siêu nhân. Mình này, cậu có nghe chuyện cái Hùng chưa? Hùng vào đó nhặt được 100.000 ở ngay trước cổng trường mình đó. Số nó hên quá ha. Thế ư, đúng là may mắn thật. Vì bây giờ chúng ta đi đường nên chú ý dưới mặt đất, biết đâu cũng nhặt được tiền thì sao. Nếu cậu có 100.000, cậu sẽ làm gì? Tớ sẽ mua siêu nhân biến hình mẫu mới nhất. Tớ cũng thế. Tớ sẽ... À kìa, sao siêu nhân của ai lại đánh rơi giữa đường thế kia? Wow, đúng là một con siêu nhân. Hình như còn đang rất mới đấy. Chắc là bạn nào làm rơi rồi. Yeah, mình nhặt được con siêu nhân này. Hình ghê á, là siêu nhân biến hình nữa chứ. Con siêu nhân đó tớ nhìn thấy trước mà. Nó phải là của tớ mới đúng. Yeah, nhưng tớ mới là người nhặt được nó trước. Ai nhặt được trước thì là của người đấy thôi. Yeah. Nhưng ở nhà cậu đã có rất nhiều đồ chơi rồi cơ mà. Còn tớ thì chỉ có vài cái. Hơn nữa tớ là người nhìn thấy trước. Cậu hãy trả lại cho tớ đi. Không, tớ không muốn. Quan trọng là tớ bắt được nó đầu tiên, chứ không phải là cậu. Vậy thì thế này, một là chúng ta cùng chơi con siêu nhân này, hai là sẽ chia nhau giữ con siêu nhân này. Tớ sẽ giữ nó vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Còn cậu sẽ giữ thứ ba, thứ năm, thứ bảy được không? Vậy còn chủ nhật thì sao? Chủ nhật ư? Bọn mình cùng chơi chung. Chơi chung cũng vui mà. Con siêu nhân này mới lại đẹp nữa. Mình không muốn chia sẻ với cậu ta chút nào hết. Dù sao mình là người nhặt nó trước cơ mà. Nhưng mà phải nghĩ ra cách gì để cậu ta cho mình cầm mà không càm ràm nữa. À, có cách rồi. Này Minh, dù cậu nhìn thấy trước nhưng tớ là người nhặt nó trước, đúng không? Ừ, thì đúng là vậy. Hay là thế này, bây giờ tớ sẽ giữ nó. Bao giờ chán tớ sẽ đưa cho cậu. Cậu có thể giữ nó luôn cũng được. Vậy bao giờ cậu mới chơi chán chứ? Tớ cũng không biết nữa. Tớ còn chưa chơi thì làm sao biết khi nào mà chán nó cơ chứ. Không được, tớ không đồng ý. Trả lại cho tớ đi. Đừng hòng. Cậu tớ, trả cho tớ đi. Còn lâu ấy, tớ nhận được trước mà. Buông ra. Thôi được rồi, giờ hai chúng ta chơi bao búa kéo. Nếu cậu thắng, tớ sẽ đưa con siêu nhân cho cậu. Còn nếu tớ thắng, thì con siêu nhân thuộc về tớ, được chứ? Được, tớ đồng ý. Bao
kéo búa. Thắng rồi, còn siêu nhân là của tớ. Rõ ràng là cậu ra chậm hơn tớ, cậu chưa ăn gian. Tớ ra búa, cậu ra kéo, vậy là tớ thắng rồi. Chúng mình đã thỏa thuận trước như vậy rồi, cậu đừng có mà bịa chuyện tớ ăn gian. Này Nam, cậu có phải là bạn thân của tớ không thế? Cậu thật là ích kỷ mà. Cậu đồng ý chơi thì phải chấp nhận kết quả chứ. Đồ chơi bẩn, từ nay tớ sẽ không bao giờ chơi với cậu nữa. Tớ cũng chả thèm chơi với cậu đâu. Cậu ta đúng là đồ ăn gian, còn siêu nhân đó phải là của mình mới đúng. Ồ, cậu bé, có chuyện gì mà tức tối đến vậy? Cháu đã cãi nhau với bạn thân ông ạ. Cháu đã nhìn thấy một con siêu nhân rơi ở trên đường, nhưng cậu ta đã giành luôn nó. Dù cháu đã đề nghị là hai đứa sẽ cùng chơi chung. Cái gì thế hả? Ông đang làm ảo thuật ư? Cậu bé hãy giữ lấy chiếc đĩa nhỏ này, nó sẽ giúp cậu giải quyết được vấn đề mà cậu gặp phải. Ông cậu đó trông thật thần bí, mà chiếc đĩa này có gì đặc biệt nhỉ? Chà chà, chiếc đĩa còn phát ra được ánh sáng màu vàng nữa kìa, thật là kỳ lạ. Tôi đang ở đâu thế này? Có ai không? Chào các cậu bé đến với cuộc chiến bao búa kéo. Cuộc chiến ơi, nhưng cháu không thích trò bao búa kéo đâu, cháu ghét nó. Cháu không được từ chối đâu. Ta sẽ phổ biến luật chơi ngay bây giờ, rất đơn giản. Chúng ta sẽ có 3 lượt ra bao búa kéo. Ai thua sẽ rơi khỏi hình tròn, rơi xuống không gian vô cực bên dưới và bị nhốt mãi mãi trong không gian trò chơi này. Còn ai thắng sẽ được vô số các trò chơi mới nhất. Các cậu bé có chịu không? Tại sao chúng tôi lại phải ở đây chơi trò chơi của ông chứ? Tôi muốn về nhà. Đúng vậy, tôi không muốn tham gia trò chơi này. Hãy đưa tôi về nhà đi. Đã tới đây rồi thì chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi chỗ này, đó là thắng cuộc. Còn không thì mãi mãi sẽ bị nhốt ở đây và không bao giờ quay trở lại thế giới thực nữa. Hãy đưa tôi về nhà. Tôi không muốn tham gia trò chơi nhàm chán này. Chẳng phải nhờ trò chơi này cậu đã thắng bạn mình hay sao? Nếu muốn về nhà thì các cậu không có sự lựa chọn nào khác đâu. Hơn nữa, các cậu bé, bao nhiêu đồ chơi mới nhất đang đợi người nào chiến thắng. Con robot mà các cháu mới bắt được ban sáng chưa là gì đâu. Được rồi, vậy thì hãy bắt đầu cuộc đấu này đi. Tớ nhất định sẽ thắng cậu. Đừng không, lần trước cậu ăn gian mới thắng được tớ. Lần này chắc chắn tớ sẽ thắng cậu. Ở đây tuyệt đối không chấp nhận sự ăn gian trong cuộc chơi. Người nào ăn gian cũng đồng nghĩa với việc đã chấp nhận thua cuộc. Hãy nhớ lấy điều đó. Ta tuyên bố cuộc đấu bao búa kéo bắt đầu. Bao búa kéo. Thắng rồi. Thấy chưa, mình đã nói rồi mà, nhất định mình sẽ thắng cậu. Chúng ta còn 2 trận nữa cơ mà. Cậu đừng vội mừng, lần này tớ sẽ không để thua cậu nữa. Trời ơi, thật không thể tin được. Thế nào các cậu bé, trò chơi vô cùng gay cấn và kịch tính phải không? Hãy tiếp tục đến với lượt 2 nào. Bao búa kéo. Tuyệt vời, lần này mình là người thắng. Vậy là cuộc đấu đã đến hồi kết thúc. Bây giờ là lượt đấu cuối cùng của hai cậu. Ai sẽ là người phải ở lại mãi mãi trong không gian này? Câu trả lời sẽ rõ ngay sau đây. Cái gì? Ở lại đây mãi mãi ư? Ai cho ông tự quyết định như vậy? Tôi không chịu đâu. Đúng vậy, tôi cũng không muốn ở lại đây đâu. Vậy thì hãy cố gắng lên nào. Đây chính là trận cuối cùng rồi. Bao búa kéo. Mình thắng rồi. Mình là người thắng cuộc. Thật tuyệt vời. Ôi con, mình sẽ phải ở lại đây mãi mãi sao? Cậu ta đáng bị trừng phạt như vậy vì đã chơi xấu với mình. Đáng đời cậu, vì cậu chơi bẩn nên mới bị hậu quả như thế này đó. Cậu sẽ phải ở lại đây mãi mãi, còn tớ sẽ quay về ngay đây. Nam, cậu là người thua cuộc. Cậu sẽ phải ở lại trong thế giới này mãi mãi. Không, tôi sẽ không ở đây đâu.
Tôi muốn về nhà với bố mẹ, với các bạn của tôi. Ta đã nói rồi, cậu phải chấp nhận kết quả này. Chỉ có bạn cậu được quay về thế giới thực mà thôi. Mình chúc mừng cậu, cậu sắp sửa được quay trở lại thế giới của mình với vô vàn những mô hình trò chơi hiện đại nhất rồi. Anh thật vô lý, tại sao tôi phải nghe lời ông chứ? Thật là không công bằng mà. Chẳng phải cậu cũng đã chơi ăn gian với bạn mình hay sao? Vì vậy cậu cũng không được đòi hỏi ta phải công bằng với cậu. Thêm nữa, nếu cậu càng cố tình cãi thì cậu sẽ bị cuốn sâu hơn xuống lỗ hút dưới kia mà thôi. Mạnh ơi, hãy nghĩ cách cứu tôi với. Tôi không muốn ở lại đây đâu. Nam là người bạn thân nhất với mình. Mình có nên tìm cách cứu cậu ấy không? Mạnh ơi, cứu tôi. Tôi sợ lắm. Không thể vì những lỗi lầm của cậu ấy gây ra trước đây mà nhắm mắt nhìn cậu ấy rơi xuống được. Mình phải cứu cậu ấy. Xin ông hãy cứu bạn cháu. Cháu không muốn bạn ấy bị trừng phạt như vậy. Xin hãy tha cho cậu ấy. Ông là người tạo ra trò chơi này, chắc chắn ông sẽ có cách mà. Chẳng phải cậu ta đã từng giành đồ chơi của cháu ư? Nếu cậu ta biến mất, cháu sẽ được chơi con siêu nhân ấy một mình mà không phải chia sẻ cho ai nữa. Không, Nam quan trọng hơn con siêu nhân đó. Cậu ấy là bạn thân của cháu. Dù thế nào thì cháu cũng không thể bỏ mặc cậu ấy được. Nam à, hãy cầm lấy tay mình đi. Mình sẽ cứu cậu. Nếu có rơi thì cả hai đứa mình sẽ cùng rơi xuống đó. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ hả? Nhưng mình vẫn thấy lo lo. Không biết Nam có sao không nữa. Mình ơi, Nam nè, tối qua mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ đó. Mình cũng vậy. Trong giấc mơ, cậu đã cứu mình khỏi thế giới đáng sợ đó. Mình rất ân hận vì đã chơi ăn gian với cậu. Cậu không sao chứ? Thật may quá. Tớ cứ lo cậu xảy ra chuyện gì, nên hôm nay tớ sẽ dậy sớm và chạy thật nhanh để tìm cậu đây. Tớ không sao cả, cậu cũng vậy chứ. Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Tớ đã tham lam quá rồi. Tớ không nghĩ là cậu sẵn sàng cứu tớ như vậy. Thực ra thì lúc đầu mình vẫn còn bực, định không cứu cậu đâu. Nhưng rồi khi nghĩ đến tình bạn bao năm qua của chúng ta, mình đã quyết định cứu cậu. Mình không muốn mất đi người bạn thân nhất. Chúng ta hãy mãi mãi là những người bạn tốt của nhau mình nha. Bây giờ tớ hứa sẽ không tham lam như vậy nữa. Còn nữa, con siêu nhân này mình trả lại cậu. Cậu là người thắng bao búa kéo hôm đó, cậu xứng đáng có được nó. Cả hai chúng ta cùng bắt được nó mà. Thật ra mình cũng có lỗi là so đo với cậu quá. Mà tớ chợt nghĩ ra cách này. Lát nữa chúng ta sẽ dán một mảnh giấy ở gần chỗ nhặt được con siêu nhân, ghi tên lớp mình và địa chỉ liên lạc lại. Biết đâu chủ nhân của con siêu nhân này lại đọc được, và như thế nó sẽ được trở về với chủ nhân thật sự của mình. Nhất trí. Tấm ảnh người yêu cũ. Chỗ này có vẻ cũ anh nhỉ? Ừ, nhìn nó hơi cũ thế thôi. Chứ ở đây thoải mái lắm, an ninh lại tốt. Thôi vào đi em. Ơ, anh Nam về đấy à? Ai về hả anh? Ơ, tuần trước em thấy anh dẫn cô khác về mà. Hai cái cậu này, nấu cơm đi. Anh ấy hay dẫn bạn gái về hả em? Vâng, đúng chị ạ, mỗi tuần một cô đấy. Thôi, anh xin hai chú, bạn gái anh tưởng thật lại ghen đấy. Thế nào? Anh giải thích sao đây?
Đây là người yêu của anh phải không? Anh lừa dối em phải không? Không, đây là bạn gái cũ ngày trước. Bọn anh lâu rồi, vợ cô ấy đã đi xa. Em phải tin anh. Thế tại sao anh vẫn giữ ảnh của cô ta? Tại nếu giờ anh muốn em tin anh thì trước mắt em và ngay tại đây anh phải đốt ngay bức ảnh vào quyển sổ này. Em... anh không dám chứ gì? Vậy thì thôi. Thế được chưa? Sao anh lại khóc? Anh buồn vì phải đốt ảnh à? Anh chưa quên người ta sao? Em quá đáng lắm. Anh... Lá thư này ở đâu ra? Hay là nó rơi từ cuốn sổ lúc nãy? Mình phải đọc lá thư này để xem giờ họ còn liên lạc với nhau không. Hải Phòng, ngày 2 tháng 8 năm 2006. Anh Nam thân thương, khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã ở nơi rất xa rồi. Em bị bệnh ung thư đã lâu, lâu nay em tránh gặp mặt anh để anh có thể quên em dễ dàng hơn. Giờ sắp đi, em rất nhớ anh. Những ngày qua em đều viết nhật ký cho anh và em gửi cho anh bức ảnh của em. Đây là bức ảnh đẹp nhất từ trước đến nay em có được. Anh nhớ giữ gìn nó cẩn thận và luôn luôn nhớ tới em anh nhé. Em em đã sai rồi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ sẽ đón cháu đúng giờ mà. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Vỡ kính nhà người ta hết rồi. Bà ơi, mẹ cháu đâu? Sao không đón cháu? Mẹ cháu bận việc. Đêm nay cháu sẽ ở lại với bà. Sáng mai mẹ sẽ đến đón cháu đi học. Dạ vâng ạ. Bà ơi, hôm nay cô giáo dạy bọn cháu đọc thơ đấy. Để cháu đọc cho bà nghe nhé. Ừ. Cây dây leo, bé tí teo. Con bé mới giống mẹ nó hồi nhỏ làm sao. Bà ơi, cháu muốn ăn bánh nướng. À, để bà mua cho nhé. Cậu vào đi. Cái con bé này đâu rồi nhỉ? Trời, nó làm gì thế kia? Sao lại quen biết chơi với cái thằng ấy chứ? Cảm ơn bạn nhiều nha. Bạn thật tốt bụng. Không có gì. Cháu làm gì ở đây thế? Bánh của cháu đây. Cháu xin cảm ơn bà. Mai Phương này. Dạ. Bà nghĩ cháu không nên tiếp xúc với những đứa trẻ như cậu bé vừa nãy. Đó là những đứa trẻ chẳng ra gì. Tại sao lại thế hả bà? Ừ, nếu kết thân với chúng, sớm muộn gì cháu cũng trở thành đứa trẻ hư hỏng. Bố mẹ cháu sẽ rất thất vọng nếu biết cháu giao du với những người bạn xấu. Cháu thấy cậu ấy có gì là xấu đâu. Lúc nãy cháu chỉ nhìn thấy cậu ấy phải mang nặng cả hai tay và không thể tự mở cửa, nên cháu giúp cậu ấy thôi mà. Cháu làm sao mà thấy được chứ? Bà ơi, bà để quên ví tiền ở tiệm bánh ngọt nhà cháu ạ. Đúng rồi, mua bánh xong vội tìm cháu gái, bà quên mất. Bà xin cảm ơn cháu. Thôi, cháu về đây, cháu chào bà. Bà thấy chưa, cậu ấy không phải là người xấu mà. Cháu nói phải, thì ra là không hẳn thế. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.